Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game đấu trường chân lý của Bi nha. Ok. Ngon, ngon. Tướng địch có 30 tỷ lệ rớt ra thành kho báu. Xuất sắc. Cái này nha, gặp cái thằng nào mà nó đi thần rừng được sớm á, mà đi thần rừng thì bạn biết sao, nó lia. Càng sớm càng tốt, nó mà có ấn thần rừng, thằng này mà nó đi được thần rừng sớm chút xíu nó đè cho thì đúng kiểu là tắt thở luôn. Đi thần rừng thì nó phải thắng sớm đúng không? Cỡ nào nó cũng dồn, mà bạn đã thần rừng nó đã thắng được rồi á thì nó sẽ thắng nữa. Nó thắng được rồi thì nó sẽ thắng nữa. 6 thần rừng một cái thôi là thấy hơi ớn ớn rồi. Đó, cái này đi rất là phù hợp cho những cái team mà giống như là nó đè sớm. Đè sớm thì sao, là bạn tích được tiền sớm nha. Khi bạn mà có cái chuỗi thắng sớm thì bạn sẽ có được 50 tiền rất là sớm luôn, tại vì nó rớt tiền 30% chứ không đùa đâu nha bạn. 30% có khi một trận bạn rớt được 7 đồng, 8 đồng luôn. Rất là ngon. Rồi gặp thần rừng thì bạn biết thần rừng là sao, nó rẻ với lại sao, nó đã thắng rồi thì nó sẽ mạnh, mà nó đã giàu rồi thì nó sẽ rất là khỏe. Thần rừng mà. Đó, cho nên là đi cái team nào mà đi được thần rừng thì nó hết bài. Hoặc là đi cái team nào mà theo kiểu là cái dạng mà khỏe sớm á. À, thí dụ giống như bây giờ nếu mà khỏe sớm thì xong đấu, ok, rất ổn định. Trời, bà giày cũng căng đấy chứ. Từ nha, đi cái này, đi cái gì đây, team gì thì cặp hai cặp rồi, bây giờ có hai đôi thông rồi. Garen với lại Sivir, nghe bộ đi sử gia đầu có vẻ như hợp lý, dễ thở. Có thắng đầu cũng dễ nữa, tại vì bộ CV đầu theo kiểu là bộ mà sử gia đầu thì nó có nhiều cái gọi là cái kết lắm. Thật ra nhiều đi sử gia đầu tiên vậy chứ đâu có đi sử gia luôn đâu. Wow, nảy bật rồi. Quá ngon luôn. Bây giờ vậy thì thôi nha, xạ thuật sư nha. Ado bú vậy. Bú vậy. Có sẵn hai con Garen luôn mà. Ado được. Trước tiên là ghép cho cái này liền, thiên thần liền chứ đúng không, thiên sứ liền, để vô để con cảnh vệ vô nữa. Vậy đi 6 cảnh vệ thôi, hợp lý quá. Ado tự nhiên cái nãy là nếu mà nó không ra cái này là mình lấy đi xạ thuật sư rồi đó. À, là lấy cái nảy bật là đi đi sử gia xạ thuật sư là hợp lý quá luôn rồi chứ gì, đúng không? Nhưng không, bây giờ khác rồi, bây giờ là 6 cảnh vệ thôi. Cơ bản 6 cảnh vệ thì nó sẽ có hai khuynh hướng là bạn đi được theo kiểu là đi được 6 cảnh vệ sớm á, còn không á chúng ta sẽ dừng ở 4 cảnh vệ để chúng ta up 8. Dừng ở 4 cảnh vệ up 8 hoặc rồi chúng ta sẽ để kẹp thêm con AC đó để kích thiên sứ, sứ thanh hoa, hai sứ thôi. Hai sứ thì cũng được, nhưng mà đòi hỏi cái là sao cái AC phải ra sớm nha, chứ con AC mà ra trễ đi 4 sứ là ăn cức á. Không có AC thì phải là đi 6 cảnh vệ luôn. Đi 6 cảnh vệ luôn chứ không mà 4 cảnh vệ là không có chơi nổi. Nó tục như vậy đó. Còn nếu mà có AC thì chúng ta có thể gọi là thiên về cái hướng là sao, chúng ta không dồn hết đồ, hoặc là theo kiểu là cơ bản là cho con Garen mình nó tăng cơ thôi, không phải là một cái đam chính, để cho con AC, sau đó tiếp theo cái con carry tiếp theo là cái con Ire, hai con đó sẽ là đam chính của team này, còn con Garen là để tăng thôi. Ok không? AC và Ire là hai con mà có thể gọi là theo kiểu là cái dạng là một con là gánh ở giữa game, một con gánh ở cuối game. Đó, Garen là để gọi là phụ họa thôi, có đam được thì tốt, sống được càng lâu càng tốt thôi. Garen này thì nếu như mà không có đồ tạo tác thì bây giờ nó cũng hơi phèn nghe bọn. Không có đồ tạo tác cũng hơi phèn, mà Garen thì bạn biết rồi đó, cỡ mà Garen thì đồ tạo tác thì chỉ có bùa thôi. Bùa thăng hoa là hợp lý luôn, bây giờ là bất kỳ cái lỗi nào mà có ra đồ tạo tác là mình sẽ lấy luôn, biết đâu lại lấy được bùa thăng hoa cho Garen là sẽ là hợp lý hơn. Mày hả Garen nó bổ cho thì đúng kiểu là một chặt là lấy tiền, không có nói nhiều.
Trời đất ơi, pha này tích tiền tới nơi luôn á ta. 19 rồi, khá đấy chứ. Nhưng mà sao lại không có ra cảnh vệ nhiều nha. Cảnh vệ thì con Amumu là sẽ là cái con mà gọi là huyền thoại. À, con Amumu mà nếu mà đi cảnh vệ thì Amumu 3 là hợp lý nhất luôn mà. Không có chạy đi đâu được hết. Amumu 3 luôn, để làm gì? Con Amumu đó nó có cái kỹ năng là hồi máu cho đồng minh kế bên. À, nó hồi máu cho đồng minh kế bên của Amu 3 sao cộng thêm bây giờ đứng kế bên là sao, là set 2. Trời đất coi vô địch khỏi phải bàn ha, khỏi phải bàn ha. Thôi thôi đi rồi, thằng này nó chưa gì hết là nó có năm sứ rồi thì chơi cái gì, quên năm sử gia rồi thì chơi cái gì nữa. Ai, năm sử gia hai tím luôn, quá hợp lý nha, khỏe thế, có ấn khỏe thế. Nó có ấn thì nó khỏe dữ rồi, khỏi phải bà khỏi phải nói rồi. Giờ trời đất ơi, con Zoe này mà rớt vô tay cái thằng hồi nãy thì nó đi bảy xử luôn á. Giống vậy lắm á chứ. Thôi ghép chết rồi. Lấy đại cái này đi rồi. Tính là lấy cây BF á chứ, nhưng mà thôi mình lấy cái này luôn, ghép cho Garen luôn. Garen giai đoạn này thêm cái giáp máu nữa cũng không sống nổi đâu bạn ơi. Thật ra là con Garen nó sẽ khó ở cái chỗ là sao, bây giờ cái nó không phải là quá mạnh rồi. Cho nên là bây giờ muốn con Garen này mà carry giống như con Garen mình lần trước mình làm á thì nó đòi hỏi nhiều thứ lắm á. Cho nên là cẩn thận hết sức có thể là bây giờ chúng ta có thể là chia đồ ra, chứ đừng có hết dồn hết con Garen, kiểu như là sao ta, kiểu giống như là bắt buộc con Garen phải gánh. Tội nghiệp quá, tội nghiệp nó quá. Con Garen bây giờ gánh khó lắm, không phải dễ đâu. Hên xui thôi bạn ơi, nếu mà may mắn nó gánh được thì tốt, còn không được thì thôi. Chứ bây giờ không phải là cầm được Garen là ngon đâu. Mà đã dành với lại bao nhiêu team sử gia đây nè. Rồi con Garen này chừng nào mới lên 3 đây, tục vậy chứ. Nhưng mà có cái giáp máu lên thì đỡ hơn, đỡ đỡ chết hơn nó. Ok, thấy mấy đồng rồi đó. Ok ok tốt 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 tốt, nói chung là ổn, ổn định đó, thấy chưa, cơ bản là giờ này vẫn còn ổn. Amumu đây rồi, quá hợp lý rồi. Để Amumu vô kế bên Garen là chuẩn rồi. Tiếp theo là thêm một con nữa là có thể con cảnh vệ là con gì? Con Gna, Gna là bốn cảnh vệ, năm là con Illaoi, là năm, còn sáu là chắc chắn là con gì? Nautilus rồi, đủ là đẹp. Trời ơi, shit, thằng này nó có Nautilus luôn mà. Thằng này cũng có ấn sử gia luôn, cũng hai tím mà. Không, cái thằng này là thằng nãy đó. À, nó đổi thôi, nó đổi thôi. Mày ha, một chặt. Rồi nè, một chặt nữa nè. Mày ha, một chặt nữa. Amu hồi máu. Đúng rồi, hay quá. Mày hả, một chặt nữa. Vô đây, bước vào đây. Thấy nhịn nhịn làm tới hả bộ, giỡn hả? Bây giờ mình đi bốn cảnh đi, bỏ ba sử gia cũng được. Đó, bốn cảnh đi. Bốn này giảm được 22% sát thương cũng được. Nhưng mà có cái là bây giờ nếu mà phải lên 6 thì không không được. Tại sao? Muốn lên 6 thì xoay một tiền không có ngon. Mình nghĩ là đi về đi, xong rồi cái cố gắng đép máu bốn bốn cảnh thì nó nếu ba sử gia cũng được, tùy theo thôi. Nhưng mà nếu mà đi ba cảnh thì cái hàng trước của bạn nó yếu, đi bốn cảnh thì đằng trước của bạn nó ngon hơn chút xíu. Hy vọng là xoay được Garen một ba sao nhiều, xong rồi cái chút xíu nữa mình đi up level sao. Trời ơi, quá đồ luôn. Garen tốt quá nè, có AC luôn. Trời đất ơi, xuất sắc.
xuất sắc luôn, có AC pha này là lấy tiền, không có chê vô đâu được luôn bạn ơi. Đã dữ ta. Không mà nó vậy là được rồi đó, vậy là ngon rồi đó. Vậy là pha này là setup bài có thể đi xứ theo kiểu cái dạng là carry giai đoạn giữa game rồi, ổn định. Không đến nỗi tệ anh em không? Ok. Ủa thằng này nó có ấn. Cái đó là đường tạo tác luôn nè. Ok. Vậy đẹp. Thắng luôn 50 tiền luôn. Rồi chuẩn bị Garen 3. Garen 3 xong up 6 để vô lấy cây le, lấy ba sĩ gia. Up 7 cái là để con AC vô full đồ cho AC lấy tiền. Úi giời. Hay thật. Nghe nó khớp lệnh đội hình ha. À, khổng lồ thôi đi rồi, không mua, không lấy. Bán thăng hoa, ok, độc hành cũng được mà thôi, không lấy luôn. Ây da, khó nha, tướng sở hữu trang bị cộng 200 máu cũng tuyệt vời nè, nhưng mà thôi lấy bán thanh hoa đi. Lấy tăng thêm 30% sát thương cũng được. Tại vì tăng 200 máu, con Garen nó cũng đâu có tăng được bao nhiêu máu đâu, cũng cơ bản thôi. À, thấy không? Cho nên là đằng lấy cái bán thăng hoa này kiếm cái con nào đó nó carry đằng sau á, cái là mình dùng nó chút xíu nữa nó bắn cuối cũng hợp lý hơn là cho con Garen. Vậy mà con Garen cầm cái thăng hoa cuối cũng được, tại vì nó kéo dài mà, cái trận đấu thế nào nó cũng phải kéo dài ra hết, cho nên là lấy cái thăng hoa cũng hợp lý. Ok rồi, từ từ bình tĩnh, Garen 3 tới, Garen 3 sắp tới rồi, thiếu con nữa thôi. Ok. Hay quá. Mình đi rồi. Này được không ta? Được không? Làm được không? Làm được không? Được, một con nữa. Làm được không? Một con nữa. Khó quá. Hơi thiếu hồi máu nha bro. Thiếu xíu hồi máu nữa thôi là chặt được pha đó là cũng có thể là là giết được con nữa, hoặc là có thể thắng luôn chứ, biết đâu nó in tiêu một cái nữa cái con cuối là không đủ đam giết nó thì sao, cũng hay. Ôi, trời đất ơi, cái gì đấy. Wes nữa đi em, một con Garen nữa thì sao. What, không có luôn hả? Chết rồi, khó đi chứ. Tự nhiên một con Garen không có, giờ phải đứng đây chờ nè, mới tục. Lại là thằng ông cố này nữa. À, nhưng mà thằng này bây giờ Nautilus nó ba đồ rồi. À, Nautilus ba đồ rồi. Ghê đấy, còn có cái... Trời ơi, đau quá ta. Mày, đúng rồi, Nautilus ba đồ khác biệt quá luôn. Cứng quá cứng. Mày hả? Sao, rồi sao? Đâu rồi, anh tiêu một lần nữa đi Garen ơi. Mày hả? Tốt quá. Một lần nữa là thấy là ok liền. Ui, chặt, thổi phải bàn. Ý da. Hồi bây giờ một là lấy Nautilus, hai là lấy con Garen kìa. Garen khỏi cần xoay. Lấy là có luôn, lấy là ăn tiền luôn. Ôi, lấy Garen vậy. Lấy là khỏi cần xoay nữa, tiền hợp sâu là mình up 6 luôn. À, là được rồi. Chứ giờ tìm con một tiền hoài thì nó cũng khó đúng không? À, mà lấy Nautilus cũng được, tại Nautilus là cảnh vệ đó bạn. À, cảnh vệ đó, 6 cảnh vệ là chắc chắn là sớm. Mà bây giờ bỏ con Garen thì nó tiếc quá đi. Thôi để lấy con Garen đi. À, hơi kệ đó. Rồi 3 sao pha này up 6 là đơn giản cái này. Up 6 một cái là để con kiếm sử gia vô liền. Nếu mà để sử gia vô như vậy nè, đó. Ngon liền, up 7 cái để AC vô là được rồi. Quá ngon. Hết bài anh em không? Ok. Rồi, vậy chứ mà bây giờ nãy lấy Nautilus là có thể là chúng ta sẽ đi 6 cánh vệ sớm đó. Nhưng mà mình bạn nhớ là mình còn có cái combo giữa game là có AC gánh nữa. Cho nên là bây giờ lấy Nautilus để vô là chút xíu nó lại nó thiếu, xoay kiếm con Garen nó khó nữa. Tốn tiền, lấy Garen luôn, up được 6 luôn, bỏ vô đây lấy ba sử gia luôn là hợp lý rồi. Hai hiệp sau là mình đã có level 7 rồi, dễ dàng.
Rồi Garen trâu, Garen bây giờ trâu có thăng hoa nữa, sát thương cũng tốt. Ok. Mày. Rồi. À bây giờ solo à. Solo với tao hả? Này solo, solo không nè. Solo với tao hả? Mày Yorick hả? Yorick nè, vô đây. Vô đây, vô đây. Ôi, đó coi Garen nó chặt cho thì đúng kiểu rồi. Nát của mẹ nó người luôn. Đùa hả? Đó, hiệp sau là mình đã có 7 rồi, thấy chưa? Là để AC vô là gánh ác rồi. Trời đất ơi, đúng là lấy cái pha đó, lấy Garen là ngon nhất. Ôi, 500 top 4 là cũng được rồi, máu cũng được, tiền cũng được. Nói chung là bây giờ là bà đội hình mình rất là ok. Không có gì để chê các bạn, giờ chỉ cần 7 để AC vô cho AC 2 đồ. Sử gia, trời sử gia này đi 2 đỏ. Ghê, thằng kia đi 2 tím. À, xong này đi 2 đỏ. Cũng được, đỏ cũng được bóp cũng kha khá rồi bạn, chứ không phải là đỏ phế như cái lúc mà mình bắt buộc bạn phải đi 3 tím đâu. Bây giờ bạn đi 3 đỏ cũng được, cũng gọi là ok. Nhưng mà sao mình vẫn cảm giác giống như tím nó gọi là nó có tác sự, gọi là có tác sự hơn nè. Ba đỏ nó hơi ấy chút xíu. Trời, con cá trê nó trâu, mẹ nó chặt vậy mà không chết. Ôi xui dễ sợ luôn. Cá trê nó quá trâu đi cho nên là nó chặt không chết, chứ không mà phải nó chặt chết là ngon rồi. Rồi dùng đồ cho con này luôn, trước tiên là vô cả kiếm, xong rồi là cuồng đao, rồi tiếp nữa là cái gì quên rồi. Nếu mà tiếp nữa là cây diệt không lồ, hết hồn liền, hết hồn liền. IC 1, 3 đồ thôi, xin lỗi các bạn luôn. Bắn bên kia là cũng mệt đấy, chứ không giỡn đâu nha. Trời đất ơi, được. Này ngon nè. Bây giờ Garen đi, bây giờ cho Garen đi, cơ bản rồi cho mình cho Garen cái vuốt rồng. À, bút rồng là hợp lý nè. Xong tiếp theo nữa là con AC cầm vô cực kiếm nè. Xong cầm gì khổng lồ lên chút xíu, mình kiếm thêm một cây cái gì quên rồi, đai lưng nữa, quên rồi. Cái gậy quá khổ nữa là chúng ta có cuồng đao luôn, là tuyệt vời luôn. Trời ơi, nhiêu đây đồ là đầy đủ luôn bạn. Đầy đủ cho carry luôn, không có thiếu bất cứ thứ gì, chỉ bây giờ chỉ thiếu một cái là gậy quá khổ thôi. Và có gãy quá khổ hôn mới là vấn đề nè, chứ còn không bây giờ cứ ghép đương nhiên là vô cả kiếm là hợp lý rồi, chạy đâu nữa. Chạy nè, nó nhúc nhích đi, nhúc nhích đi. IC nó bắn cho mày bệnh luôn, ở đó mà xạo hả? Nhúc nhích đi, đúng rồi, nhúc nhích đi. Đi qua toàn quá ngon luôn, 8 luôn chứ giờ sao giờ. Lên 8 mà pha này chà. Lập đội hả? Không, khảm bảo thạch, trời đất ơi. Khó tui dữ vậy ta. Ây da, hút máu à. Bùng nổ thì sao? Cái này mà cho set nha bạn, thì mình nói thiệt luôn, 10 điểm luôn, pha này mà cho set một phát là 10 điểm luôn nè, 10 điểm. Trời đất ơi, cái 10 điểm, ôi không được, chết rồi. Cái nhưng mà cái này cũng được. Con này cũng được chứ không phải tệ đâu nha bạn. Ồ, được. Con này sẽ gọi là có quý nhân. Nó có quý nhân kích hoạt với lại con gì của mình, con Riven của mình thì nó cũng có hợp lý chút xíu rồi, mới giáp lửa luôn. Rồi, hợp lý rồi, cơ bản. Bây giờ để vô lấy quý nhân đép đỡ, xong rồi mình cố gắng mình lên 9 luôn. Phải lên 9 thôi bạn ơi, hay là phải lên 9 thôi. Đúng rồi. Ồ, pha này cảm giác như lên 8 nó đơn giản nha. Lên 8 vẫn còn tiền. Tại bạn biết sao? Cái con đầu tiên á, nó cho 30% rất tiền á. Cho nên bây giờ lên 8 lên 9 rất là dễ luôn. Cảm giác giống như nó nhẹ nhàng, không có gì khó ở đây. Trời đất ơi, coi nè. Đó, rồi xong rồi để con này vô lấy quý nhân cái nhẹ liền. Chết chưa, xuất sắc luôn. Đó mà còn có cái này nữa, cái này quan trọng nè.
có thể là cột mốc luôn đó. Tại sao? Có thể là Amuba đó. Ừ, nghe hay đấy chứ. Ok. Trời ơi, tự nhiên ngồi chơi game mà mũi nó cắn một cái ngứa quá ngứa nè. Mẹ ơi, thịt thơm lắm hay sao? Xong mũi mấy phát, làm mấy hơi xong mũi cho đỡ mũi đỡ cắn. Ơ thằng này đi rồi. Thằng này AFK hay sao rồi? Giờ này mới level 6. Ông này AFK rồi. Như vậy phải, sao nó có 50 tiền đồ mà nó chọn ba lỗi cũng cũng chất lượng chứ đâu có đùa đâu. Rồi mà sao lại AFK nhỉ? Bị gì ấy? Rớt mạng à, mẹ chắc mẹ kêu đi ngủ rồi. Xét xét xét. Tao mà lấy được cái set này thì thôi luôn, dễ dễ, biết mà. Mình biết mà, thế nào nó cũng có thằng lụm. Dễ như vậy, đời mà như như mơ vậy à, nhưng mà không. Cuồng đao cho AC. Cuồng đao cho AC. Yeah, yeah. Yeah, ok. Ok, good. Hợp lý liền, cuồng đao cho AC là hợp lý liền. Rồi bây giờ lên chính luôn, lên chính để làm gì? Lên chính mình có thể đi 6 cảnh vệ. À, lên chính mình có thể đi 6 cảnh vệ nha. Có thể là chúng ta mất quý nhân nhưng mà chúng ta đi được 6 cảnh vệ. Rồi lên chính kiếm IR. IR thay cho ai thì đương nhiên IR thay cho con Sivir rồi. Con Sivir này nằm ở đây nãy giờ nó hơi lâu rồi. À, nó hơi lâu rồi, bây giờ nó bắt đầu nó ôi trời ơi. Ôi cha, bắt đầu nó bắt, gọi là mất dần tác dụng rồi các bạn thấy không? Cơ bản là bây giờ không có tác dụng nữa. Nhiều ông vô hỏi sao không đưa CV gần con AC. À, nhiều ông bảo đảm vô có ông đang comment rồi đó, tại sao không để con CV kế bên con AC để chứ búp tóc đánh đúng không? Biết, tôi biết mà. À, để vậy đó cho comment cho nó lên tương tác chứ mà không có lỗi này thì bắt lỗi khác liền chứ gì. Ôi da, ôi da, được quá nha. Vẫn khỏe nha bạn, vẫn rất ok luôn. Con Garen đang khá ổn định. Đằng trước bây giờ nó đâu cần phải là mình đâu cần con Garen đam nhiều đâu, tăng nhiều là được. Mày cứng đó, đứng im đó mày tăng cho tao. Còn con đam thì có AC lo. Rồi pha này. Ồ có hình nhân của con này luôn. Được đấy, nghe cũng thú vị. Bây giờ chắc lên chín luôn nha. Ây à, khó nữa, lại nữa, lại nữa. Lại dướng vô cái này nữa. À, bán bớt con này đi. Kiếm con AC2 mà nãy giờ thấy nó không có vẻ gì nó muốn ra hết. Có vẻ như không hợp tác rồi. Ừ, kiếm con AC2 có không hợp tác. Ừ. Nè, bây giờ lại cái này lại cuối lại ra. À, nó hay ra mấy cái thể loại mà nó bắt buộc mình phải bỏ một lãi đó. Có lẽ là 50 tiền thì ra, 54 tiền thì ra đi không? 52 tiền mới ra, 51 tiền mới ra, mua cái còn có 47 tiền. Hay vậy lắm nha. Ờ, hay vậy là bạn để ý có phải không? Bắt buộc mình mất một lãi hoặc là sao là hết tiền luôn, xoay gọi là khô máu luôn. Xong cuối cùng kiếm con 5 tiền đúng không? Còn lại 4 tiền nó ra. Không có đủ tiền mua giờ sao? Phải bán tướng mà không có tướng để bán là chết liền. Dướng cái đó là dướng liền luôn. Mà cái hiệp đó nó nghiệt ngã hơn cái là sao còn sống được. Hiệp sau mua được, ok, lên con 5 tiền 2 sao, gỡ kèo, ok, được. Cái hiệp đó mà thua luôn mới tục. Không có tướng để bán rồi, thiếu 1 tiền, không có tướng để bán rồi mà không mua được thì thua, thua luôn mà chết luôn, cái đó mới ghê. Đúng không? À, cái đó mới tục, chứ cho nó... nghiệt ngã dữ lắm bạn ơi, nhiều cái... Đó, rồi vậy tao... lên 8, 9 thôi, bây giờ có AC2 rồi, quá khỏe rồi. Ờ, quá khỏe rồi, được, tốt. Có AC2 là ba đồ nha bro, AC2 ba đồ nha, chứ không phải AC2 mà ghẻ chốc đâu nha. Ok. Tự nhiên cái đạo cảm giác như nó khỏe hẳn rồi bạn. Ờ, cảm giác giống như, sức lực nó gọi là nó lan rộng liền. Được luôn, lấy cái này đi ghép cho nó cái thú tượng thạch giáp cho con Amumu cũng được. Ừ, dùng đồ hết cho Amumu đi, Amumu 3 là ngon. Rồi.
Còn nhiêu thì bây giờ thoải mái, à, thoải mái đi. Có IC2 rồi. Ui trời 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 trời. Ngộ Không nữa, pha này thì nó hơi ấy quá, tại nó không có hiền giả, nó không kích được gì hết á. Nó cũng không có... Đây rồi, hợp lý quá rồi. À, lên 9 một phát là có 6 cảnh vệ liền. Ấy chà, AC bắn tốt. AC bắn tốt liền, Garen thì đằng trước thì cứ chặt là lên máu thôi. Đấy. Ngon, thấy chưa, mình nói rồi, bây giờ gánh là gánh của AC, nhưng mà thật ra lấy con Garen ra làm tăng cơ, còn AC đằng sau nó mới có cửa để nó bắn tốt. À, vậy thì quá ngon rồi. Rồi, cố gắng up chính thôi chứ sao giờ, nếu mà xả chính luôn cũng không được, phải biết sao không, đừng dạy xả chính bây giờ, tại vì tiền của mình kiếm mỗi hiệp nó rất là nhiều, cộng với lại cái tiền lãi của mình, với lại cộng thêm cái chuỗi thắng của mình nữa, mỗi hiệp mình kiếm rất nhiều tiền. Mình có thể là form 10 luôn chứ không phải là form 9 không, anh em hiểu không? Mình có thể là form 10 luôn, cho nên là đừng dạy mà gì up xả tiền bây giờ, nó lỗ dữ lắm. Mình cứ im đi, 73 máu mình thua, mình không có chết, không có chết được, nghe này không, thua không có chết được, cho nên là mình cứ form từ từ mình chơi, không có gấp, à, không có gấp. Bài đang khỏe nên không có lý do gì mà gấp, phải như bài đang hơi yếu yếu thì còn gấp up chính chứ. Pha này thì lên chính thì cũng phải bỏ quý nhân mà lấy 6 cảnh vệ thì cũng đằng trước nó cũng trâu hơn đó, nhưng mà quý bỏ quý nhân thì cũng hơi tiếc đấy, cho nên là có thể là form 10 để chúng ta có 6 cảnh vệ và có quý nhân luôn. Đó. Hợp lý liền. Đó, hợp lý liền luôn. Pha này đang có chuỗi thắng mà đang có tiền lãi mà đang có tiền lụm được nữa thì quá tốt rồi nè. Nè, nè bây giờ up phát nè, coi nào phải lên được không. Quá ngon luôn. Hết hiệp này lên được 9 rồi. Hết hiệp này lên 9 cái lấy con Rakan ra. Bỏ con hai con này vô cái là chúng ta có 6 cảnh vệ đằng trước, xong up 10. Up 10 hoặc là nếu mà được thì xây AC3. Trời hồi đó coi. Nghe AC3 nghe thấy nó thơm phức nha. Nhưng mà AC dạo này nhiều thằng giành lắm. Ây da. Thằng này gì đây? Đấu sĩ à. Nôm. Ghê đấy. Có ấn đấu sĩ luôn nha bạn. Có ấn đấu sĩ cho nên nó kẹp vô cho con Diana hả? Ủa, con không phải, con đó là con Morgana. À, con Morgana. Được. Được, mà cũng liều đấy. Sao con gì không kẹp mà lại là kẹp vô con Morgana ta? Morgana 2 đồ có ngon không nhờ? Theo mình nghĩ con Morgana 2 đồ cũng có vẻ như là hơi hơi ghê đấy. Nhưng mà biết sao, cái đấu sĩ nó tăng cơ mà. Có thể là kẹp đằng trước cũng nó sẽ ngon hơn. Oh my god, tao thấy rồi. Set tao mà lấy được con set này thì mày tụi bay quỳ. Xin lỗi luôn, tao mà lấy được con set này tụi bay quỳ xuống. À, tao lấy được con set này tụi bay quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Trời đất ơi. Hợp lý dữ trời. Hay đấy, hay đấy. Tự nhiên cái là có thêm một cái giáp gai nữa chứ, quá đỉnh luôn. Amumu thẳng tiến. À, giáp gai này đưa Amumu thẳng tiến xong rồi lấy Nautilus vô bỏ con Grena đi. Trời đất ơi. Được. 6 cảnh vệ. Sáu cảnh vệ form này form 10 luôn, 48 tiền nửa đường 10 rồi. À, 48 tiền là hơn nửa đường 10 rồi, bây giờ chỉ cần tích thêm 30 tiền nữa thôi là xả hết cũng được, nhưng mà biết sao ngu ha, xả hết. À, ngu ha, xả hết từ từ, mình xả nhẹ 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 thôi. Chừa lại khoảng chừng 30-40 tiền á, để làm gì? Mình xoay 5 tiền 2 sao chứ, đúng chưa? Level 10 mà mình không xoay được 5 tiền 2 sao thì nó lại tệ quá đi. Bài đang rồi đã 6 cảnh vệ rồi thì nó lại là một cái tầm cao mới mà. Đó, 6 cảnh vệ lại là ở một cái tầm khác rồi. Ok, good, good. Khá ngọt. Khá ngọt, khá ngọt. Darius cho bạn 20 ESB. Thanh Kiều. Chắc chắn là lấy ESB rồi bạn. Chắc chắn là lấy ESB rồi. Chạy đi đâu được bạn ơi.
lấy 10 lượt đổi cũng được nữa. À, nhưng mà up cấp tới 20 SP nó tới bao nhiêu tiền đó? Nó sẽ hơi tốn đấy. À, 10 lượt đổi có thể nha, nhưng mà 10 lượt đổi này mà nó ra tướng các bạn phải mua. Mua thì nó sẽ tốn tiền và nó sẽ ngăn bạn lên level 10. Không. Level 10 bây giờ mới là chân ái. Đó, được kẹp ra can vô lấy quý nhân cái đã. Rồi chúng ta lên được 5 tiền 2 sao. Đó, level 10 mới là chân ái, tại vì level 10 5 tiền 2 sao sẽ có dễ hơn rất là nhiều. 4 tiền cũng dễ nữa, cho nên là 4 tiền nó tới 40% lận bro. Đúng rồi, AC bắn đi em, bắn tốt đi, thăng hoa luôn, quá tốt rồi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Sao? Sao? Sao 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 sao? Trời ơi. Qua này nó trâu. Nó đứng đó một buổi luôn, nguyên một đám đánh nó mà nó không đi, nó không mất máu, nó không suy xiển gì hết. Nó đứng im ngay chỗ đó. Wow, hợp lý ghê thế nhờ. Nghe cái màu này mình lên 10 có vẻ như cái màu này sáng lắm. Ừ. Cái màu mình lên 10 được là bắt đầu màu nó sáng hơn rất là nhiều luôn. Hết hiệp quái này mình phải cầm 70 tiền. 70 là lên một phát là mình sẽ còn dư khoảng chừng 20 tiền. Để mình xoay 5 tiền 2 sao. Wow, tuyệt. Thơm, ngon từ thịt, ngọt từ xương. Nào, cầm 69 tiền chứ không phải 70 nữa. 69 tiền, ác đấy chứ. Ây à, có thể là lấy 5 bàn tay công lý hoặc là áo choàng bóng tối cũng được. Lấy áo choàng bóng tối đi, đưa cho con này, đúng rồi, bàn tay công lý cũng được thôi. Ừ, nhưng mà không, lấy cái này đi cho nó lửng khựng, nó trâu trâu chút xíu ở ngay chỗ này. Rồi, để con này vô lấy quý nhân, cần 20 tiền để xoay 5 tiền, thấy chưa, nói hợp lý. Mình giữ lại con hắc ám này luôn. Tại sao có một thằng hắc ám đang đi con bài, có thằng đi đấu sĩ có đang ôm hắc ám luôn, đang ôm con xe lát luôn, cho nên mình cầm xe lát đi, biết đâu lên được xe lát 3 thì ăn cức nữa. Nó lại khó nữa, cho nên thôi đừng làm game nó khó hơn. Nhốt một hai con ở đây đi, chờ thằng hắc ám nó chết xong rồi mình chờ thằng đấu sĩ này nó chết xong rồi mình lựa sao. Nó hồi nãy mày nghe nói mày đấu sĩ mày ăn tao. À, sáu cảnh vệ một quý nhân vô một cái là nó khác liền chứ. Khác liền, một trời một vực liền. Nautilus 2 thì nó lại quá đẹp đi. À, nó lại quá đẹp đi. Không còn gì để chê luôn mày ơi. À, quá ngon. Bây giờ ngộ không thì chắc là không có chỗ chứa rồi. À, ngộ không có vẻ như đúng rồi, set rất tốt. AC à, từ từ AC mình bắt đầu mình kiếm chỗ mình để AC vô. AC này có thể AC 3 luôn á nha, đây nè, hợp lý luôn á, từ từ. Hai set 2 là thấy khỏe liền. À, 7 sử gia. 7 sử gia thì bạn cũng có tên đấy, nhưng mà xin lỗi bạn không có tuổi nào hết. À, bạn chuẩn bị ra bỏ máy tính đi, đừng cầm máy tính nữa, ra ngoài sân lấy cục đất thử đi. À, ra ngoài sân lấy cục đất thử đỡ đi cho nó quen mùi nha. Nó quen mùi đất nha. Ôi kiếm được một đống tiền luôn, what the fuck. Xịn. À, đẹp liền chứ. Ôi nhưng mà chưa có IR ha. Ồ, nãy giờ quên vụ con IR luôn chứ. Con cần lên con IR đây nè, nói là có liền chứ, để vô, đẹp. Thơm ngon từ thịt, ngọt liền, ngọt từ xương. Rồi. Đồ, Nautilus. Fuck, không. Nautilus này chắc không lên 3 được đây. Tốt. Tốt quá. Tốt quá luôn. Đó, bây giờ IR 2 nữa là xong. ID 2 nữa là nắm chắc phần thắng luôn. Bước chân, gọi là nửa chân vào thiên đường. Nhưng mà bạn coi nè, nhìn đâu đấu sĩ máu nó ác thiệt luôn á. Nhìn cái dàn đấu sĩ máu đúng kiểu ghê luôn. Nhưng mà giờ như vậy thì tao cầm việc khổng lồ của AC giờ sao.
Bây giờ tao cầm việc khổng lồ đây, mày máu nhiều mày có đi không? À, máu nhiều rồi mày có chết không? Chết chứ sao không? À, máu nhiều rồi làm gì? À, máu nhiều rồi làm gì? Khó vậy không? Meta này đi đấu sĩ có vẻ như nó hơi bị tiền sử, hơi bị lỗi thời. Giờ chắc không ai đi đấu sĩ đâu, chỉ có ông này đi thôi, chắc là bị vô là gọi là bị ép đi. Gọi là bị ép đi đấu sĩ ấy. Chứ ông này chắc cũng không muốn đâu, thật ra ông này cũng không muốn đâu nhưng mà bị ép đi các bạn ơi. Rồi vô cặp kiếm của thằng lấy luôn. Oh shit, vậy thôi tao lấy con hắc ám của mày vậy. Tao lấy con này vậy. Ê, đúng rồi, lấy luôn chứ. Lấy luôn chứ, để cái này vô luôn, có một đồ cho con set luôn cũng được vậy. Nautilus ra hoài nha, Nautilus ra hoài nha, đừng có dụ tao nha. À, ra hoài mà bạn thấy không? À, đừng có dụ tao, tao không có đi Nautilus 3 đâu. AC nè, AC nè bro, AC nè bro, bay hợp lý luôn. Rồi từ từ bình tĩnh. Hết tiền rồi. Lên được mấy con 5 tiền 2 sao cái hết tiền rồi. Ok, hắc ám nè, thấy chưa? Một team hắc ám, một team đấu sĩ mà, cho nên là mình giữ con Salad ở đây luôn để tránh cho nó lên được Salad 3. Mà hai thằng này nó tự giành nhau, dễ gì mình lên được Salad 3. Chắc là mình bán đi mẹ cho rồi, lấy tiền xoay con khác. Cũng ghê đấy chứ, tính ra team hắc ám cũng đỉnh mà, team hắc ám cũng đang meta dữ lắm à, đặc biệt là có Alun lỗi đam, mẹ mà thằng này không dùng đồ. Cũng lạ. À, cũng lạ thiệt. Này nó không dùng đồ cho Alun, Alun đúng lỗi luôn. Nautilus ra hoài nha bồ. Tao nói tao đang nuôi con AC mà. Amu mua. Mà không mua con nào, phải mua con Amu vô chứ, Amu 3 đó, Amu 3 là cứng lắm. Sử gia rồi còn có y lao nữa. Mua con này vô khóa lại con y lao đi để y lao dán sau mua. Y-R2 là đẹp. À, giờ chỉ cần Y-R2 là quá đẹp luôn. Ui, nhưng mà thằng này nó lên được con Yone-3 rồi. Cũng ghê đấy chứ. Cũng là một thứ gì đó chứ, bộ giỡn hả? Ok, bắn. Ui da. Nhưng mà con Yone nó lại gạt được con AC của mình. Gạt giò hả? Gạt giò hả? Sao đau dữ vậy ta? Trời ơi, con Garen nhiêu đó máu mà nó đẩy đi luôn mà. Đúng là rút ra phần trăm máu nó khác ha. Ừ, đau đấy. Cái thằng đó cũng lạ đó. Ừ, cái thằng đó cũng hay hay đó nha. Dùng đồ cho không không dùng đồ cho anh luôn nhưng mà lại dùng đồ cho con Morgana. Được, dùng đồ cho Morgana đi, tao cho mày gọi là làm lại một kiếp nữa. Tao cho mày làm lại thêm một kiếp nữa, thử mày dùng đồ cho Morgana không nha. Rồi. IR2 là đẹp. Đi còn không AC3 cũng được. Tùy. Con nào cũng được. IR2 là đẹp, rõ ràng. Tụi mày chết, về khổng lồ đây nè. Lấy cái gì khổng lồ đưa cho con Y-Rê cho mình. À, đưa cho Y-Rê cho mình. Mày trâu máu đúng không, đấu sĩ. AC nè, cưng. AC nữa nè. AC tới chơi, AC tới chơi. Tụi mày chết. Cái này mà thêm dán hai dán nữa là tụi mày đi. AC3 liền chứ, ngại gì. Đúng rồi nè. Rồi xong nè, bị trâu đúng không? Trâu đúng không? Ừ. Thằng này cũng dùng đồ Morgana, thằng kia cũng dùng đồ Morgana. Rồi, hai thằng dùng đồ Morgana đúng không? Ôi, má cái con xét nó giọng một cái một đống đam luôn, quá đáng thiệt. Ôi, quá đáng lắm luôn anh xét ơi, anh xét giọng vậy thì chết người. Còn gì là đời nữa. Ồ, nó giọng vậy thì còn gì là đời nữa bạn. Mày hả? Mày hả? Tiễn một thằng lên đường.
Còn thằng nữa đúng không? Còn một thằng nữa đúng không? Salad hả? Tao bán mẹ mày salad đi luôn, tao không thể mua luôn nè. Trời ơi, lên salad 2 làm cái chó gì? Trời nữa. AC đi, AC đi em. Trời rút cui nó không có AC. Mẹ cây thật sự luôn á. Bây giờ bán hết tụi này đi để mua AC thì cũng không có luôn. Không có luôn, hơi khó. Hơi khó bạn ơi. Bán con này đi mua ra mua vô. Rồi dán cuối rồi. Dán cuối rồi, dán cuối là rõ. Rồi dán cuối là rõ. Không có AC3 thì thôi, chứ miễn là thắng là được rồi chứ. Lên AC3 là ui. Nhưng mà giật chết rồi. Khoan đã. Thắng không? Có thắng không? Thắng rồi. Ây da. Nhưng mà ngộ không. Ây da thôi đi rồi. Khó quá cho bạn luôn. Khó quá luôn. Ok anh em đang xem, lại cho mình một like. 2 triệu bấm đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người, chúc mọi người chơi game vui vẻ. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha.